dưới đường chặn bọn chúng lại. Trường thần kia đứng dậy, bán xì ke hả? Lượm lên cho tôi. Đừng nha, đừng nha. Lượm lên. Nút vô. Đừng nha, đừng nha. Đừng, tại sao bán xì ke? Cướp đã bỏ súng đầu hàng, anh Thái không nên giết nó. Chú có đi thăm ảnh không? Sổ thân nhân thập tù không có tên của tôi, làm sao đi thăm được? Tại sao? Nếu còn giận tôi, thank you.
nói chuyện lát nha. Được. Hai cha con tụi mình, nếu như không bị cách chức thì bảo ông không làm nữa. Xin lỗi. Nói chơi hả? Ảnh không làm thì chú không làm, cảnh sát sẽ bị tổn thất đó. Bộ tưởng tôi không muốn làm thiệt sao? Nếu như tính ra lúc đó tôi còn 3 năm rưỡi nữa thì về hưu rồi. Quay tiền hồi hưu cả triệu mấy lần, đồng lý nào không lấy chứ? Thiệt là không có nghĩa khí. Luôn cảnh sát cũng nói như vậy, hèn chi thằng Thái nó giận tôi. Vậy là chú sai rồi. Tôi thấy anh Thái không có giận chú. Không giận tại sao không tới kiếm tôi? Kiếm chú chỉ để nhớ chuyện không ai trước kia thôi. Ơ nè, dì còn ở đâu? Em ruột nó bị chết rồi, còn bạn trai nó phải ngồi tù. Tôi tự kiếm nó thì nó đã bỏ đi. Chú Dư, bắt đầu từ bây giờ chú Dư thì cảnh sát đi, đừng có làm gì nữa. Tại sao? Tôi đổi tới đây là vì tưởng chú là đồng lõa. Bây giờ đã biết rõ không phải, không làm phiền chú nữa. Nhưng mà tôi không phải, tôi muốn tiếp tục điều tra vụ án này. Tôi muốn biết Dạ Xoa có phải thằng Thái không đây. Vậy chú hy vọng là phải hay không? Ây da, ây da, tôi lại bị nhức đầu rồi. Ây da, nhức đầu quá. Xin hỏi mấy người, tôi có đặt bàn, tôi hỏi Khuê. Hỏi Khuê hả? Quay, sếp thích ăn đồ Tây sao chứ? Bên này, xin mời theo tôi. Có con gái hẹn tôi đi ăn cơm mà. Ồ, bạn gái sếp hả? Bạn gái? À, tôi chịu chắc chú cũng không chịu đâu. Không chịu, tại sao? Quay. Tiểu Như. Ông Minh Giới, tại sao ông tới đây? Chúng tôi về tan sở, định là đi ăn cơm chung thôi. Tôi đi toilet chút nha. Sao nhìn bà dữ vậy? Là quý vợ cô thôi, mặt mày ủ dụ. Nhức đầu. Trong túi của con có thuốc của bà không đây? Có nè. Nha. Bà biết, lần đầu tiên con gặp nó thì đã thích nó rồi. Hả? Hả? Con còn nhỏ lắm đó. Nè, nó không thích hợp cho con đâu. Con biết không, bà nói với con nhiều lần rồi, con ra ngoài với người lạ không có được đâu. Nó không thích hợp với con chút nào hết. Tuổi tác của nó gần bằng ba rồi đó. Không phải. Không phải cái gì? Anh hơi già thôi, tuổi tác lớn hơn con một chút. Ây da. Bà ngu quá đi. Đúng vậy, bà ngu dữ lắm. Ảnh đang điều tra bà đó. Điều tra bà gì? Bà đâu có phạm pháp, sợ điều tra sao? Về điểm này thì không sao. Còn phát giác, hình như anh thích bà đó. Thiệt không đây? Hôm đó anh tới nhà mình coi hình, sau đó tấm hình của bà mất tiêu luôn. Hình của con đẹp biết mấy, vậy mà anh không chịu chọn, lại chọn tấm hình của bà. Vậy là sao chứ? Quê không phải chứ hả? Bà còn thích thứ này đâu à. Con không muốn có má như vậy. Bà cũng đâu muốn chứ. Hi dạ. Để con tìm cách. Tìm cách gì? Được. Hay là bà nói bà có chuyện gấp phải về trước, để con ở lại đây nói chuyện với ảnh. Sao rồi? À sếp Khuê, anh Giới có chuyện phải về trước. Đúng vậy. Bà lên đi, người ta đang chờ đó. Bye bye. Kêu đồ ăn đi.
Cô chưa kêu hả? Chưa. Kêu đi. Sếp Huệ à? Gì? Mình kêu đồ ăn đi. Món gì? Sếp Huệ à? Sếp, sếp có phải thích tôi không đây? Ông nói cái gì? Không có gì. Nè, kêu đồ ăn đi. Hồi nãy nghe không? Ông hỏi tôi có phải thích ông không đó. Anh đã lộ mấy? Cái gì? Anh đã lộ mấy? Tới rồi biết. Phê anh bạn. Bạn gái hả? Ăn mì đi. Hai người nói gì vậy? Tiếng Hẹ đó. Có phải thiệt không? Tôi gạt cô thôi, là tiếng Ấn Độ. Ý, bộ anh tin đạo tà hả? Cái gì mà đạo tà chứ? Cậu có phải là đạo tà? Anh coi ông già này nè, đen thui thùi lùi, đầu thì đội khăn, sao khoái đảng vậy? Ông là ba của tôi. Ba anh? Nên nói ba nuôi thì đúng hơn. Ông già này ba nuôi của anh, có thiệt không đây? Ông nhận nuôi tôi trong viện nhi đồng, cho tôi đi học, còn dạy tôi rất nhiều việc nữa. Ông dạy anh nấu cà ri hả? Nấu cà ri thì ông dạy với nhà dạy. Còn ba của tôi dạy tôi làm người phải cẩn thận, và mỗi ngày phải nói một lần. Mày phải học hỏi mỗi ngày. You are learning every day. Bạn của anh dạy học hả? Ba của tôi cũng giống như ba cô là cảnh sát, cho nên ông nghĩ cái gì tôi cũng biết. Vậy anh có biết tôi đang nghĩ gì không? Cô thì tôi không biết. Tôi muốn tối nay ngủ ở đây. Cô nói thiệt hả? Dù sao tôi cũng có một mình thôi, ở lại với anh cho vui mà. Ba có biết cô tới đây không? Đã quá, đã bên đây, bên đây, ở đâu? Bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, đã qua đây, hey, đã qua đây nè, bên đây, đã qua đây, bộ nhân công hả? Mà ra đi, ra đi. Bình thường anh thích ở đây đá banh, còn sẽ thích gì nữa không? Sếp Quê, sếp thiệt phiền quá đi. Tôi nói sếp rồi, nếu không uống rượu, không nhảy đầm, không đánh bây giờ cũng không xuống ba cô gái, là thiệt đó. Đâu có ai buồn bã giống như anh chứ. Nó buồn vậy mà. Nghĩ kỹ lại coi. Tôi thì nghĩ không ra đâu à. Nó là con nuôi của tôi mà, tôi không biết hay sao chứ. Phải không đây? Nè, trước khi anh dậy ra thường đi đâu chơi vậy? Ông biết không? Ồ, sếp nói y đà đó hả? Y đà và nó. Ê, tôi nghĩ ra rồi. Là ở đường Na Thai, quẹo trái là đường Tất Hàm. Đường Tất Hàm á, và đường Hà Nội, kế đó là đường Kim Mã Luân quẹo vô. Nè, Kim Mã Luân quẹo trái á, là vô đường Oslim. Đi thẳng như vậy. Vậy tức là chỗ nào? À, tức là tôi biết đi nhưng mà không biết nói. Là chỗ nào mới được chứ? Tôi biết tới đó nhưng mà lại không biết nói, cái tên dài dữ lắm. Thì ra là trung tâm phường vụ thương kiện. Thì ra là Gia Lạc Phu Sĩ Gia. Đã nói cái tên dài lắm đó mà, làm sao nhớ, làm sao nói đây chứ. Cái gì su su ma ma. Nè cô hai, xin hỏi đường Tiểu Thái có tới đây không hả? Đường Hiểu Thái. Đúng vậy. Anh Thái hả? Anh ở căn phòng cuối hành lang này, đi thẳng vô sẽ thấy ngay. Con nuôi của chú thường dẫn bạn gái tới đây chơi hả? Đúng vậy, y đà thường tới đây làm công tác xã hội. Từ từ nha. Cẩn thận. Sếp Quầy, chút nữa gặp thằng Thái. Sếp xử lý thế nào hả?
Có chiếc xe có phải dễ hơn không? Đúng ho, dễ hơn nhiều. Từ từ. Cảm ơn. Hai chị con chú đã lâu không gặp rồi. Qua nói chuyện với anh đi. Từ từ nha. Thái à, mua cái gì? Trà sữa sandwich. 20 đồng. Cảm ơn. Bà biết là bà sai. Vậy tại sao còn tới kiếm tôi? Lúc đó bà còn 3 năm rưỡi nữa là về hưu. Quay cả triệu mấy bạc đó. Không lẽ không đấy? Xin chào chú. Bà đã nghĩ ra số tiền này dùng sao rồi? Hai cha con tụi mình mở quán nước, làm mỗi làm ăn nhỏ. Sếp Khuê, đó là thằng Thái con nuôi của tôi. Thái à, chào sếp Khuê đi. Anh là Dạ Xoa hả? Tin tức Hồng Kông. Gần đây Hồng Kông xảy ra nhiều vụ án bạo lực, đặc biệt là các vụ án cướp bóc, cho nên khiến cho các nhân sự ở trong xã hội chú ý. Họ lo cho trị an của Hồng Kông sẽ càng ngày càng không có được an ninh. Có vài nhân sự của quốc gia cho rằng đây chính là do sự giáo dục nhi đồng ở Hồng Kông có vấn đề. Và cũng có người dân cho rằng vấn đề này cũng là do nhân viên cảnh sát không có đủ, cho nên khiến cho trị an của Hồng Kông càng ngày càng không tốt. Còn có nhiều cướp đang chờ các người bắt. Sếp Khuê à, nó không phải Dạ Xoa chứ hả? Ê, tôi nói rồi mà, nó đâu có giống. Nó giống xa xíu thì đúng hơn. Thằng cảnh sát khốn nạn, tao phải giết chết mày. Cứu tôi. Anh là Dạ Xoa hả? Hello. Anh tưởng đâu anh làm vậy là giữ đường mạng của Khang Tấn Quang hả? Tôi chỉ chơi trò mèo bắt chuột với anh thôi. Tôi chỉ coi anh là Dạ Xoa. Thì ra tự coi mình là chuột hả? Khuê Khả Lương, người bị Dạ Xoa chọn trúng rồi. Dù sao cũng không thoát được sự thẩm phán. Đáng lẽ tôi xử Khang Tấn Quang bảy rồi thôi, nhưng mà tại vì anh cản đầu cản đuôi, cho nên bây giờ tôi phán nặng hơn, phán tội tử hình. Chú Dư, anh mới điện thoại cho tôi.
Chào sếp. Sếp ơi, là căn này. Ông Khang, tạm thời phòng này có an toàn không? Yên tâm đi, ở đây có viện cảnh sát mà, không gì đâu. Căn nhà hai cuốn sách này coi hay quá. Nếu như mà coi hay, làm sao anh mang tới vài cuốn nữa chịu không? Dạ được, cảm ơn anh. Anh à, hai cái chữ này đọc sao vậy? Trừng phạt. Là trò cười lớn nhất trên đời. Bây giờ bảo vệ tên cướp giống như đại nhân vật vậy. Là thời đại gì đây? Ê, nè, là thầy chùa mà cũng ở khách sạn 5 sao nữa. Xin hỏi em phòng nào? Thầy chùa mở khách sạn 5 sao hả? Không sợ người ta đồn mà. Quầy, nhớ thần thái thiệt là dạ xoa. Mong là sếp đường đây. Nó mới vừa ra ngoài. Linh giúp người ta đi. Coi chừng chứ làm gì vậy? Làm gì? Ba có biết ba là cảnh sát không? Nếu để cho hắn biết được, đừng nói chỉ là tiền về hưu,
ba sẽ bị cách chức và còn bị tù nữa. Quay, quay. Không làm cảnh sát thôi, cũng không cần tới nông nỗi này mà. Con coi ba là ba đuôi không đi? Xưa nay con vẫn coi ba là ba nuôi của con. Nếu con coi ba là ba đuôi thì lập tức dừng tay đi. Con có thể ngừng tay được sao? Con không chịu dừng tay. Nếu cảnh sát bắt được thì con ngồi tù đó. Con đã phạm pháp rồi, không lẽ muốn vô tù nữa hay sao chứ? Đừng nói nữa. Cho dù con có chết, con cũng nhất định không ngồi tù nữa đâu. Bà có biết trước khi con làm cảnh sát, những tên tội phạm mà con bắt tất cả đều ở trong tù rồi. Nếu mà con vô tù con sẽ chết thôi. Thả vợ. Đừng nói nữa. Hơn nữa những tên mà con giết tất cả đều đáng tội mà. Quan tòa xử họ vô tội không nhất thiết là họ vô tội. Chỉ cần họ có tiền mướn luật sư giỏi thì sẽ có thể cải cho họ được trắng án mà thôi. Có thể cầm súng bắn người bừa bãi ngoài đường. Còn mình làm cảnh sát, chỉ cần bắn một viên thôi thì phải ghi bản báo cáo. Thử hỏi công bằng hay không? Công bằng không? Hả? Bà không biết nói chuyện. Bà không biết. Được rồi. Bà thì không biết. Đừng nói nữa. Con hứa với bà, con sẽ rời khỏi Hồng Kông cho tới khi bà về hưu, con mới trở về. Con đã bỏ đi rồi, tại sao con phải trở về? Con không muốn cho bà khó xử. Bà có biết tại sao sau khi con mãn tù con vẫn không kiếm ba hay không? Tại sao? Tại vì ba hay lải nhải quá đi. Con vẫn còn coi ba là ba nuôi, nhưng ba không coi con là con nuôi đâu. Xưa nay ba coi con như con ruột vậy. Con biết không? Ba không muốn mất thằng con này. Chú Dưới. Anh Dưới, anh đi đâu vậy? Ba à, ba trả lời con đi. Hồi tối ba đi đâu vậy? Ba đi đâu? Gọi ba không trả lời máy. Ba đi đâu vậy? Tiểu Dư à, mấy bữa trước mua thứ nhất đầu cho ba để đâu hả? 12716. Ba, làm ơn giải thích tối qua đã xảy ra chuyện gì. Hồi tối ba đi đâu vậy? Luân à, làm phiền sếp kêu con gái tôi ra ngoài giùm đi. Tôi biết tôi nói nó không nghe. Ba kêu thì được rồi, cần gì phải để người ta kêu con đi. Ra ngoài chút đi. Luân à, không phải, phải kêu sếp Khuê mới đúng. Tôi biết chuyện lần này tôi bị là cái chắc rồi. Tôi chỉ mong sếp đừng nói Tiểu Như biết chuyện tập kích cấp trên. Nếu có gọi xin lỗi cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Tôi chỉ mong sếp giúp tôi, cho con nuôi của tôi cơ hội. Chú có lộn không đây hả? Chỉ biết lo cho đứa con nuôi, không lo cho mình. Không phải, tôi năn nỉ con gái. Tôi sợ con tôi giận tôi. Con nuôi của ông hôm qua đã giết hàng tẩu qua. Vụ án này phải điều tra gấp. Chú có biết yểm trợ tội phạm đào tẩu, hậu quả rất là nghiêm trọng. Tôi biết.
Sếp Quê, chúng tôi là ban điều tra nội bộ. Cảnh viên 12716, ông Minh Giới, hãy theo chúng tôi về để im trợ điều tra. Ông tháo bao súng và thẻ ra, ông phải biệt công. Cảm ơn. Sao các người cộng ba của tôi, tất cả đều là động sự mà cần gì phải không như vậy chứ? Tôi làm theo việc công thôi. Anh Lương à, giúp ba tôi đi. Con à, ba không sao, ngoan nha. Ba. Đi, đi đi. Chắc chắn là anh, có phải anh tố ba của tôi hay không? Cho là tàu chạy á. Sau đây là tin tức đặc biệt. Trong nửa năm gần đây, vụ án giả soa liên tục lạm dụng tư hình đã có phát triển mới. Cảnh sát hiện dịch Ôn Bình Giới sáng nay đã bị cảnh sát bắt. Thì bây giờ cảnh sát đang truy nã tên nghi phạm đang trốn trách là Đường Hiểu Thái. Alo. Anh không phải phá án, mà là anh đã xô một người cảnh sát xuống địa ngục. Tôi xô ông xuống địa ngục? Tất cả dòng tay của anh gây ra đó. Được, anh biết luật pháp mà. Anh phải biết rõ sẽ ngồi tù bao nhiêu năm. Tôi chỉ biết là nếu ông vào tù không bị tù phạm đánh chết thì cũng tự tử chết thôi. Chuyện này không liên quan tới tôi, là dòng trước quả. Tôi cho anh biết, nếu như ông bị xử ở tù, tôi nhất định lấy mạng của anh. Chuyện gì? Sao mặt mày chầm chầm vậy? Không được vui à? Làm gì thì hết cách thôi, nhất định phải làm cho xong mà. Tôi cũng đâu có thấy vui chứ. Nếu năm xưa anh Thái biết nghĩ gì chú thì đâu có chuyện gì. Đành Luân à, có gặp Tiểu Như không đây? Không có. Tôi có gọi điện thoại nhưng mà cô không nghe. Cái con nhỏ này thiệt phiền quá đi, bất phân công tư. Luân à, lỡ như tôi bị xử có tội, làm phiền cháu coi chừng nói giùm tôi nha. Tôi ở đây mấy ngày rồi không có quen, nhắm cặp mắt lại thì nghĩ tới Tiểu Như. Ây da, nhớ tới nó thì khổ sở quá đi. Không biết nó có nhớ tôi không đây. Chú nghĩ sao? Tôi là ba của nó, đương nhiên muốn nó nhớ tới tôi mà. Hả? Chắc là nhớ chứ. Nhưng nếu tôi là cổ, tôi nhất định sẽ ghét chú. Tại sao? Bởi vì chú là người cha không giữ pháp luật. Xin lỗi nha. Làm ơn. Sư nói là thường thấy thí chủ tới đây nghe kinh. Hôm nay trời lạnh quá, đại sư mời thí chủ vào trong, đừng ngồi ở đây chịu lạnh nữa. Tôi không có tư cách vô trong. Sau khi tôi trả hết tội nghiệp của tôi sẽ đến đây cảm ơn đại sư.
Ê, anh lại tới nè, muốn tâm gì đây? Đây chờ ba. Chú Giới, 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 cảnh sát, tiếp tục mở xe. Nó dò, đừng nổ súng với con ạ. Đừng tiếp tục sai lầm nữa. Quay, đừng, đừng nha. Đừng nổ súng đó. Đừng có nổ súng. Đừng nổ súng. Quay, đừng nổ súng. Quay, đừng nổ súng. Quay, đừng nổ súng. Quay, đừng nổ súng. Thank you.
Chú đã sắp về hưu rồi, chú định dùng tiền hưu làm gì đây? Đáng lẽ số tiền về hưu này quan trọng lắm, bây giờ có lẽ không thành vấn đề nữa. Thiệt điên, chú nên có mà, sao lại không thành vấn đề chứ? Sếp Quỳ, kêu thằng Luân hay hơn. Đáng lẽ tôi phải nên ở tù mà. Tôi phải cảm ơn cháu đã sửa lại cái bản khẩu cung. Bộ không phải chuyện gì anh cũng làm ngay thẳng hết sao? Phải rồi, xém chút tôi quên mất, về tiệc cảnh sát. À đừng mà, em nói chơi thôi. I'm learning every day. Ba. Hả? Giấy thờ kìa. Ida, thì là cô hả? Pháp hiệu của tôi là Tịnh Duyên. Rất cảm ơn chú đem trò cốt của anh Thái để ở chỗ này. Tôi phải vào trong để thưởng hương. Ye phong chui lại, wo de xin hai, you chi fu bu di. Hui su qian chen, wang si li li, zhe mo qu suo qi. Lan ren a, he zui hou, yi qi.